làm cưới. Mà thấy tự nhiên quay qua hôn trộm em một cái. Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi mời hai em ngồi. Dạ, em là Trần Minh Tới. Hiện em năm nay 31 tuổi. Hiện là em là kỹ sư cơ khí. Em đang sống và làm việc tại Vũng Tàu. Đây là vợ chưa cưới của em. Em đây là Linh ạ. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên văn phòng và cũng đang sống và làm việc ở Vũng Tàu ạ. Cơ duyên nào hai bạn quen nhau? Linh quen một bạn đồng nghiệp của em. Hôm đó là Linh và bạn Linh cùng đi chụp hình. Thế anh đó, bạn đồng nghiệp của em lại mà rủ em lên chụp hình chung luôn. Thế là em gặp Linh trong cái buổi chụp hình hôm đó. Hôm nay đi chụp hình rồi em với trai cũng đi chụp hình á. Em là người chụp hình á. Vậy là em chụp hình cho cổ luôn hay là sao? Dạ, em chụp cho Linh. Lúc mà ấn tượng lần đầu tiên bạn thấy nhau như thế nào? Em thấy anh hồi đấy là rất là ốm với cả đen, nhưng mà mặt thì nhìn trẻ nên là em tưởng là ít tuổi hơn em mà em có gọi là cu. Tự nhiên cái mới gặp người ta kêu ta cu. Dạ, em nghĩ là ít tuổi ạ. Còn em, ấn tượng của em về bạn gái mình lúc đó là sao? Thì lúc đầu em thấy Linh thì cũng dễ thương, có vẻ rất là hiền. Hôm đó nó có hai người, hai người chụp là Linh và bạn Linh. Đúng là em thấy Linh dễ thương hơn nên em toàn chụp Linh mà. Nhưng mà người ta kêu mình bằng cu là mình cũng thấy dễ thương luôn. Lúc mà đi uống nước sau ạ, gọi em Pháp làm em cũng hơi hụt thẫn. Nhưng mà em mới hỏi Linh sinh năm bao nhiêu. Linh nói Linh sinh năm 92. Thế em nói là em sinh năm 87. Có quê lại không? Có quê lại không em? Dạ quê ạ. Nhưng mà anh ấy cũng nói là cũng nhiều người nhận xét anh ấy là trẻ nên là em cũng nhầm là cũng đúng rồi. Cuối cùng sau đó chuyển qua gì? Thì chuyển sang anh ạ, tại vì em biết tuổi rồi. Hôm đấy là bọn em buổi tối có rủ nhau lên ngọn hải đăng ở Vũng Tàu ạ. Tự nhiên có trời mưa, thế là hai đứa chạy trú vào trong cái nán của cái nhà. Tự nhiên thấy quay ra cầm tay em không có phản ứng gì cả. Thế là tự nhiên thấy ông ấy quay qua, ông ấy ôm, em cũng để cho anh ôm và bọn em cũng tự cảm nhận là từ đấy là yêu nhau đấy ạ. Cơ hội trời cho ha. Lãng mạn quá ha. Đứng trên ngọn hải đăng của Vũng Tàu rồi nọ, gió thổi lên lành. Rồi bao lâu tới khi nào mới tới đôi hôm đầu tiên? Cũng thì mấy hôm sau ạ, bọn em đi xem phim. Em cũng cứ nghĩ là ông ấy quay qua ông lấy bắp ăn thôi. Mà thấy tự nhiên quay qua hôn trộm em một cái. Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh. Thực sự là đi xem phim không nhớ phim là cái gì luôn ạ. Thế quá rồi, đâu còn biết gì nữa. Hai năm quen nhau thì hai em có những kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Em đi tắm biển, xong người em nó bị dị ứng, nổi mẩn hết lên. Thì anh tới cũng có đến chăm sóc cho em, rồi mua hoa kim ngân nấu nước cho em tắm. Dạ. Biết mua hoa rồi nấu nước cho bạn gái tắm luôn. Hai năm rồi. Dạ. Thì có những cái sóng gió gì xảy ra trong cuộc tình của hai bạn không? Bọn em ít cãi nhau lắm. Nhưng mà có hai cái biến cố lớn ấy. Lần đầu tiên là Linh giận em. Mà đấy là cũng lần đầu tiên mà em không ngờ là Linh giận em dữ như vậy. Linh không nói gì, không Linh không làm dữ, nhưng mà Linh im lặng. Và lúc đó là em rất là lo. Anh ấy đến phòng em chơi và cũng có khoe là trong máy điện thoại của anh có lưu cái tấm hình đàn cá voi ấy, là anh đi làm ngoài biển, à cá heo, anh đi làm ngoài biển mà anh chụp được. Thì em nhìn trong điện thoại thì thấy có hình một cô gái. Xong lúc đấy là em cũng có hỏi anh ấy, thế là anh ấy bảo là đấy là người yêu cũ của em. Thế là tại vì bọn em trước khi quen nhau á, có nói với nhau, thống nhất với nhau là ký ức về cái người cũ á, hay là hình hay là những cái gì á thì lên xóa sạch. Nhưng mà tự nhiên em lại thấy trong hình, trong máy ảnh là vẫn có cái hình đấy. Thế là em cũng giận vì là cũng không nghĩ là anh ấy còn giữ đúng không? Thì lúc đó thì em cũng chỉ biết xin lỗi Linh thôi. Thực sự là em không có cố ý. Em cũng xài hết rồi. Mà sao còn sót? Còn sót. Đợt giận nó kéo dài bao lâu? Dạ cũng chỉ 3 ngày thôi ạ. Lúc đấy là em cũng bực á, mà em bực thì em hay khóc ạ. Rất là mau nước mắt. Biến cố thứ hai. Biến cố thứ hai là nếu mà chuyện đấy mà không giải quyết ấy thì có khi là tụi em chia tay.
Tại vì chủ yếu là do công việc của em ấy, nói chung là cũng gần đây thôi, là hồi tháng 10, lúc đó đã quyết định đến với nhau rồi, thì là Linh muốn là em ra ngoài Bắc về nhà Linh, mua vé từ tháng 6 cơ, là tháng 8 em ra, nhưng mà do em đi biển ấy, cái việc của em chưa xong, em cứ ra ngoài đó xong rồi delay thời tiết, em không về được, thì lại đổi vé đến lần cuối cùng là tháng 10. Em hứa là ngày đó em về rồi, em sẽ có máy bay em về, nhưng mà do thời tiết tiến độ em không có về được á, thì đêm đó em cũng gọi về cho Linh là chắc anh không có về được, thì lại lùi vé tiếp. Em biết là lúc đó là em khó nói lắm, rất khó để nói cái câu đấy, và em biết thì Linh cũng giận em mà khóc. Vé bọn em đặt một lần là từ hồi tháng 8 là về, mà đến lúc công việc của anh lại chưa xong, thế là lại đến tháng 10, đầu tháng 10 là định về nữa, mà lại cũng không được nữa, em lại phải đi đổi vé, là đến tận gần cuối tháng 10 á, là em ba lần. Dạ, ba lần luôn á. Mà em đổi mà đến nỗi chị bán vé chị cũng cứ bực mình á. Đến lúc mà anh ấy lại gọi về cho em, mà cái lần mà đấy lần thứ hai rồi, em cũng cứ gọi về với gia đình ở ngoài Bắc, ở ngoài quê, là đến cái tầm đấy là bọn con về á, mọi người ở nhà thì rất là mong, mà cứ hồi lại ba lần. Cái lúc đấy là em rất là buồn, mà cái ngày mà cuối tháng 10 em đặt, em bảo là đây là hóa tam ma bận, lần cuối này mà anh không ấy được á thì chắc là mình chia tay á. Thế qua phản ứng gia đình em như thế nào? Lần đầu thì bố mẹ em á thì cũng bảo là do công việc của tớ như thế thì thôi, cứ rời lại thì về sau cũng được. Lần thứ hai thì em không dám nói nữa, thế là anh tới thì anh bảo là để anh gọi điện. Rất may là lần cuối cùng em về được. Là lần cuối cùng là cuối tháng 10 đó là về được. Dạ. Và lúc về nhà thì gia đình của em nhận xét về tớ như thế nào? Gia đình em thì được cái là rất là tôn trọng cái ý kiến của con cái. Dạ. Thì em cũng có nói với gia đình là em dẫn về như vậy là quyết định là bọn em sẽ tiến tới hôn nhân á. Nên bố mẹ rất là ủng hộ, ông cũng ủng hộ. Yêu xa như vậy có nhiều khó khăn quá. Đúng không? Mà sao hai bạn lại quyết định là chọn nhau? Sau cái sự cố đấy á thì anh tới cũng có hứa với em là anh cũng sẽ cố gắng để mà cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Em cũng thấy anh ấy gần đây là cũng có thay đổi công việc các thứ, là cũng bớt rồi. Nhưng bây giờ là hai bạn là đã có tính gặp gia đình rồi, định ngày rồi gì chưa? Thống nhất là ngày cưới là cuối tháng 3. Bây giờ hai bạn đã hiểu hết được tánh tình của nhau, hiểu hết cái tật xấu của nhau hết chưa? Mình có cái điểm gì mình không hài lòng, mình muốn đối phương sẽ thay đổi không? Em chỉ mong Linh là khi Linh giận thì em á, Linh nên nói với em, đừng có im lặng phải quá. Đưa cái tín hiệu gì cho mình biết là giận cái gì, giận đúng không? Giận cái gì? Nhiều khi những lúc đó đối với em không khí nó nặng nề đó. Em thì thấy anh tới á là có cái tính là rất hay cả nể. Ai nhờ gì cũng cứ nhận giúp hết, thức đêm thức hôm để mà làm á. Tật nữa là không uống được bia rượu nhưng mà ai mời cũng uống. Không là uống thì về thì kiểu đi đường á, đi xe máy mà cứ buồn ngủ. Xong rồi về nhà thì có thể ói. Em không thích. Mấy cả anh ấy thì rất là khô khan, không có chịu thể hiện cái tình cảm ra ấy. Không có nói lời yêu, ít khi nói lời yêu với em á. Anh muốn nói với em là khi mà quen nhau đúng là em thiệt thòi nhiều. Anh cũng đi xa suốt ngày. Và ngay đến cái điều cơ bản nhất là anh cần nợ em là một lời tỏ tình, một lời cầu hôn. Anh mong là khi mà cuộc sống sắp tới ấy, thì anh là chỗ dựa cho em. Em là chỗ dựa, cũng là một phần chỗ dựa cho anh. Nhiều khi là anh không cân bằng được công việc với cuộc sống thì em lôi anh lại, làm giống như là nơi để anh trở về. Em ơi mình đã xa nhau hôm qua. Em sẽ là nơi để anh trở về. Anh có món quà kỷ niệm với em. Anh có nhận được. Hello. Quá. Nhắm gì đẹp em? Nhắm gì đẹp hai đứa chó. Em ơi em nhớ nắm tay anh. Anh thấy ai cũng khuyên anh là như này. Anh coi như cơ duyên đi. Giống như khi anh gặp em. Cảm thấy như thế nào? Em bất ngờ ạ. Em không nghĩ là anh ấy tặng quà và nói những lời, nói chung là lần đầu tiên em nghe. Chị thấy là bạn trai của em đúng như là em nói luôn, và anh cũng tự nhận thấy mình là giống như là khúc gỗ hơi khô khan tình cảm. Nhưng mà chị nghĩ như thế này, cái đó mình cũng có thể điều chỉnh được em.
mình cố gắng mình để ý mình thay đổi chút xíu, phải không? Chỉ cần một cái hành động nhỏ nhỏ, không cần nói nhiều. Dạ. À, hay là một hai cái lời hoặc cử chỉ quan tâm thôi thì sẽ làm cho người bạn gái của mình vui lên rất là nhiều, và đó cũng là cái hạnh phúc đem đến cho mình luôn. À, lúc nào cũng nắm chặt tay nhau, tại vì cổ em biết là cổ đã thiệt thòi rồi. Dạ. Yêu xa mà phụ nữ ai cũng thích là luôn luôn có người bạn trai ở bên cạnh, thì khi mình đã yêu xa là mình biết là người phụ nữ mình đã thiệt thòi rồi. À, chúc hai bạn hạnh phúc. Okay, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Yêu làm cưới.